Em thôi nè, em không nè, cái cây ấy nó rồi. Không. Coi họ xin em về mặt tối nay coi số họ. Xuống mà có cái này phần tiền là nó học hành bảo vấn đề quay sữa con quay sữa quay sữa con nghe mà vào này lâu lâu ấy. Nick, go ahead.